thử mình trải nghiệm trực tiếp. Con này có bè đồ ship, xe này chắc phải lên cái vài chục tỷ. Tròn rồi nè, không đơn giản đâu. Kéo nhiều quá không? Hello, welcome back tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay trước mặt ống kính này đó chính là chiếc LX 600 của Lexus phiên bản VIP. VIP nha mấy bạn. Thì hôm nay xe này đang thi công hạng mục, đó chính là dán full bi bếp nội ngoại thất. Và đương nhiên bi bếp bên mình sử dụng là của nhà Opitsu. Thì hôm nay các anh em đã dán gần như là hoàn thiện xe rồi, chỉ còn cái phần nội thất thôi. Đó, tất cả đều đã được hoàn thiện ở phần ngoại thất. Vẫn còn một số chỗ để đợi cho keo nó khô và sau đó là sẽ tỉa và gấp mí lại. Thì hôm nay mình cũng có một khách mời gửi đến các bạn một số điều đặc biệt ở cái chiếc LX 600 này. Mình nội dung chính của video này không phải là để về cái phần bi bếp, mà nó nằm ở cái phần đây. Một người tưởng lạ nhưng mà quen. Anh đi coi mấy cái chi tiết của cái nội thất này thấy có nhiều cái chưa bao giờ thấy bao giờ. Ồ. Ví dụ là anh hay thích để ý mấy cái tiểu tiết chi tiết à. Không hiểu tại sao là cái lưới này nhìn nó không có đều. Giống như là kiểu giống như là mấy cái chỗ mà mấy cái gạch trải ở ngoài sân vườn đó. À vậy hả? Cái lưới này nè, nó nhìn nó đâu có đều đâu, nó tự nhiên vậy đó. Cái này là bản VIP luôn anh Long. Nè đây có chữ VIP nè. À. Cái thảm này chắc phải order rồi. Bản VIP mới có thiệt chứ không phải là đúng rồi. Ngoài đâu. Nó có cái keychain mà đúng mà. Giờ đây em nên quay gì? À bữa nay thì xe này nó có xe này là phiên bản VIP á, là nó có cái phần khoang nội thất, à nó là bản 4 ghế là hai ghế ở phía sau, nó cũng rất là đặc biệt. Thì ngày trước thì mình cũng có nâng cấp hai bộ ghế VIP của LC 300, thì không biết là em mời anh đến đây để mà xem thử giữa cái bản ghế VIP 4 ghế của Lexus so với lại cái bản MBS mà mình nâng cấp thì nó khác biệt nhau nhiều không? Ra thì anh cũng hay thích sờ mó mấy cái da với lại nội thất của những chiếc xe hơi đó. À. Rồi nó như thế nào, chỉ chất liệu, rồi cách nó phối màu á. Nè mình tự quay góc xíu đi lên. Đó, đây đây. Nói chung là chiếc này nó thiết kế khá là bự. Nó hướng tới sự thoải mái, thư giãn nhiều hơn. Để em qua kia em mở cửa cho nó sáng lên tí, nó hơi thiếu đó, thiếu gọi là thiếu hào quang á anh Long. Nhưng mà rồi nè, xưa giờ anh có cái kinh nghiệm gọi là ngồi kế Rolls Royce, ngồi kế Rolls Royce và một số dòng xe khác, thì nói về cái sự mà êm ái mà thoải mái á, thì anh chưa thấy một chiếc xe nào có thể qua được những chiếc ghế của Rolls Royce. Ghế Rolls Royce hả? Ừ. Em nhưng cũng mà nghe danh cũng đã lâu rồi nhưng mà chưa được trải nghiệm. Nhưng mà cảm giác khi mà chưa ngồi nhưng mà rờ vô rất là mềm. Nhưng mà giờ mình sẽ xin phép khách hàng mình ngồi thử. Thường thường là sẽ trải cái này nè để cho không có ngồi vô để không có bị dơ ghế cái thứ. Này mình sẽ thử mình trải nghiệm trực tiếp. Sao mình đến cứ cẩn thận tỉ mỉ là không sao hết. Đúng rồi. Ủa vừa y luôn á. Ghế bự quá. Vừa y cái ghế VIP luôn á anh Long. Người anh bự quá. Hơi thừa mỡ nhưng mà đánh giá người anh cân đối. Không mà về sơ bộ về cái nhìn thì em thấy ghế này nội thất đẹp. Và
màu sắc cũng như là các họa tiết. Em á, em á. Em như Aven không anh Long? Không, Aven thì không em. Em nhớ trước anh cũng chốt chiếc Aven mà anh Long. Nhưng mà giả sử á, là ví dụ là Rolls Royce á, anh có thể ngồi từ Sài Gòn này đi tới Hà Nội à, mà không có mỏi lưng, thì cái chiếc này sẽ, anh nghĩ là anh cũng đi được tới gọi là tầm Vinh Nghệ An á, là cũng gần tới ngoài Bắc rồi đó. Ghế này chắc cũng đầy đủ massage rồi sưởi rồi. Nhưng mà cái nội thất của cái sợp này nó có nhiều cái công nghệ mới à. Đi lên tới khoang đằng trước đi. Ok. Nói chung là khoang nào thì nó cũng có công nghệ hết. Đó. Đây mình tháo cái này ra để nhìn rõ hơn. Ví dụ là cái ghế đằng trước này nè, là cái tựa đầu này nè, nó sẽ gập xuống, xong rồi nó đẩy cái phần ghế này nghiêng tới thêm khoảng cỡ mấy chục độ nữa à, để cho cái màn hình TV đằng sau nó sẽ trực diện cái mắt em hơn. Nice. Với lại là cảm giác nó thoải mái. Nhìn có vẻ quay thì có vẻ thấy hẹp, nhưng mà anh chân để chân thì nó thoải mái à. Mấy cái nội thất vân gỗ rồi cũng đẹp quá ha. Mấy sợ tìm hiểu chứ nhiều công nghệ lắm. Nó này có pedal shift luôn. Pedal shift cái lẫy số. À. SUV mà có lẫy số. Ồ. Thì nó chắc không có gì quá lạ, nhưng mà thường thường có lẫy số thì nó cảm giác nó sẽ hơi gọi là đua một xíu. Xe là cũng mấy trăm mã mình. Em thấy cái này nè, thấy này không? Thì ngay cái nút giữa này nè, có một cái chức năng là phải có dấu vân tay à, mới đề máy được. Mở khóa vân tay. Giống như kiểu là iPhone 6, iPhone 7 ngày xưa ấy, biết không? iPhone 5 có rồi. Tức là em phải, đó, phải có dấu vân tay. À không, công nghệ này nhìn vậy chút xịn đó nha. Ví dụ là dấu vân tay của anh, xong rồi anh kiểu anh đổi ngón này, em muốn mượn xe của anh giờ bỏ anh cứ để ô không được rồi, xe bị gì rồi đó, thế là anh không xong em mượn được nữa. Hay mà em thấy con ngựa ở giữa nó cũng bự á. Con ngựa ở giữa chỗ này thì sạc từ à, trước sau luôn. Xe này còn có màn hình, nhưng mà cảm giác thì xe này dành cho sếp hoặc là kiểu mà gia đình ít người thôi, tại vì nó bốn ghế. Màn hình nó cũng cong luôn á. Màn hình này hả? Không, màn hình hiển thị km á, nó cong đó nha, chứ nó không có khoảng đâu. Của màn hình nó cũng khác rồi, nó không có kiểu mình ngày xưa mình thấy mấy xe này mình cứ tưởng là kiểu giao diện nó basic, nó thông số rồi, thế nhưng mà xe này khác á. Đây có cái sunroof. Cái sửa chợ. Ghế cũng mềm, da mềm. Không, ghế êm á. Ghế êm. Tức là êm thì không có thể nào mà nói hết được, nhưng mà ngồi vô thì cảm giác nó thoải mái. Đúng đúng. Còn ví dụ một số hàng như là Bentley hay là bọt trơ thì anh ngồi vô anh cảm giác nó vẫn có cái sự gì đó cứng. Còn này rờ nhẹ vô là thấy nó êm êm à. Da nó rất là mịn nha. Kỳ. Da mịn thì dễ. Thì chất liệu tốt thì nó đã mịn thôi. Mấy cái da này nó có hầm không? Mà em nghĩ nó sẽ hầm lưng á. Đó. Không hầm lưng không. Tại em ở trong cái nguyên cái xe máy lạnh nó bật lên mà gì đâu mà hầm. Xe nó vẫn giữ lại mấy cái kiểu nút bấm cổ điển ha. Cái khoang nội thất của cái Lexus này là nó có một cái triết lý thiết kế xưa giờ Lexus áp dụng cho nhiều xe, gọi là triết lý thiết kế Katuna. Katuna. Em search cho nó coi lại thấy coi đúng không? À không phải Katuna, gọi là Tayuna. Này theo tiếng Nhật có nghĩa là dây cương kỵ sĩ.
thiết kế này hướng tới sự kết nối khăng khít giữa người lái và xe. À. Nói chung là triết lý thiết kế thì mỗi hãng nó có một cái triết lý thiết kế riêng. À. Nhưng mà nói chung mình nói như vậy thì nếu mà người khác coi hay nghe thì đôi khi sẽ nghe nó cảm giác nó hơi khó hiểu. Tự nhiên là triết lý thiết kế vậy xong giờ lum la nhìn nó chả đâu vào đâu ấy. Nhưng mà anh là một người thiết kế thì anh thích nghiên cứu những cái chi tiết, những cái ngôn ngữ thiết kế. À, lấy sệt bao nhiêu năm rồi, vẫn nổi tiếng mà. Nhưng mà mấy cái dòng như dòng RS, RS 300, 350 thì thiết kế nó cũng gọi là kiểu trẻ lắm nha. Nhưng mà riêng cái dòng SUV cỡ lớn này nè, là thiết kế nó vẫn gọi là giữ cái chất, là cái chất của ngày xưa tới giờ. Cái này là cái màn hình à. Khi mà em kiểu chuyển sang chế độ lùi á, thì cái này nó sẽ là màn hình luôn, cam lùi á. À, cái này là zin luôn á, chứ không phải độ đúng không? Ừ. Hình như là zin, cái này là zin á. Ở ngoài thì vẫn có những bên hãng thứ ba làm, nhưng em nghĩ chắc không sắc nấy đâu. Bữa em thấy em thấy có mở là nhìn rõ lắm. Tại là thằng Lexus nó có giải thích là khi mà cái kính hậu được của em á, thì nếu mà em nhìn vô đằng sau á, thì đôi khi cái khoang hành lý của em á, em để nhiều đồ á, thì em sẽ không có thấy được cái đằng sau. À. Thế này nó cũng giúp. Ừ, cũng hợp lý ha. Ừ. Đúng rồi, xe chuyên ở sau khoang hành lý cũng rộng lắm. Mà cái góc nhìn nó rất là rộng. Ừ. Bao quát lắm. Cũng là em á. Ừ. Mà anh có đánh giá gì so với lại MBS không? MBS thì nếu mà MBS giác thì em chỉ nghĩ MBS nó sẽ hơi cứng hơn một tí thôi. Ừ. Với lại cái phần thiết kế thì chắc chắn là mỗi kiểu có mỗi cái phong cách thiết kế khác nhau rồi. Nhưng mà MBS thì nhìn nó cũng gọi là nó hơi trẻ hơn xíu. Nói chung là về cái độ lợi thế của MBS thì theo thiết kế thì thằng MBS anh thích cái form thiết kế của nó hơn. À. Nhưng mà về cái độ êm ái, nếu mà đi đường dài thì anh sẽ đánh giá cao cái option VIP này của Lexus hơn. Option này option cao cấp nhất mà đúng không? Đúng rồi, cao cấp nhất. Option này cũng đâu đó là cũng một Civic đấy. Ừ. Đó. Oh. Cool bóp. Cái này thì để cái phần điện thoại này nó để phía nó sạc luôn á. Để vô là sạc đó. Còn MBS như phải để cái túi ở trong này. Thì nó còn có một chỗ đằng sau. Nó cũng có chức năng y chang luôn trước sau. Một con người này nhìn sang này không biết cái này rồi. Thì khi mà di chuyển á, đôi khi mà hết pin á, có cái tình huống là nhiều khi là dây dở cái thứ cắm nối lum la, nó cảm giác nó bị vướng. Thì nó những cái chức năng như vậy nó cảm giác nó tiện lợi hơn. Nó là để đây có vẻ nó thoải mái hơn là để phía trong này ha. Ừ. À, với lại cái mấy cái này, cái chỗ để ly nè, mình không thích thì mình đậy lại. Ừ, cũng hay. Còn ABS hình như là nó làm lộ ra luôn. Ừ, nói chung thì cái này nó cũng có cái hay riêng của nó. Thì nhiều khi mình gấp quá mình cũng lười mở nút, mình cắm thẳng vô như thế này. Cũng hay. Ừ, nhưng mà nói chung thì không có sản phẩm nào kiểu gọi là tốt nhất hay không? Đúng rồi. Chỉ có ví dụ những gạch đầu dòng đó thì thằng này nó lại làm tốt về mặt này, thằng kia lại làm tốt về mặt kia, thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi người thì họ sẽ chọn cái phù hợp với bản thân mình. Đúng rồi. Mà không thể nào một hãng làm tốt hết được tất cả mọi thứ. Ừ. Thì bắt buộc phải có nói chung là phải tinh giảm. Đúng rồi. Tinh giảm so với thị trường. Đừng có quá tệ. Được. Đúng rồi, quá tệ. Không mà em đánh giá cao đó. Cái này nhìn xịn thật sự, nhìn vô là thấy xịn. Đẹp. Xe này cũng chuẩn bị dán BBS ngoài, nội thất.
Nếu anh thì anh cũng dán để bảo vệ mấy cái này nè. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là làm sao người ta làm ra được cái vân gỗ như thế này. Nhiều khi chắc ghép từng miếng luôn á. Ghép từng miếng luôn á hả? Hoặc là nhiều khi nó là cái vân. Nếu là Rolls Royce thì anh nghiên cứu là ví dụ là cái những cái vít dắt này nè à. Thì khi mà em nhìn vô đây soi kỹ á thì em sẽ thấy có những cái đường khớp nối nè, nó khác màu. Chứ đâu thể nào mà một cái gỗ mà nó ra cái vân như vậy. Đúng rồi, không thể nào có cái gỗ mà vân nó đều như vậy được. Này rất là đều, chắc là ghép nối. Có khả năng là nó ghép nối xong rồi cái gỗ này nó rất là mỏng. Xong rồi nó sẽ chạy ra giống như là một cái tấm vải vậy đó à. Xong rồi em sẽ phải làm sao đó để mà em định vị xong em uốn lại à. Cho nó đừng có bị bung ra xong bắt đầu em đổ lên. Thì để mà qua cái độ cong này thì là nó phải mỏng hơn, giống như một cái miếng vải vậy đó. Ốp qua, chứ đâu thể nào mà để dày nguyên khúc xong rồi khép khớp nối ấy từng dày thì cái xe này chắc phải lên tới vài chục tỷ. Không, lấy sợ. Xe này cũng mắc mà, đâu rẻ. Vậy là quá quá hoàn hảo rồi. Đúng 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 cái tên gọi nó rồi đó, VIP. À, ngay cả cái phần đít của nó cũng đẹp lắm nha. Đít nó vẫn đẹp hơn, em nghĩ là đẹp hơn LX 570 đó. Đít này 600 mà. Đúng rồi. LX 570 thì đầu đẹp nhưng mà đít không đẹp lắm. Đít nó kiểu bị... Thực ra flat. Thì... Đó là góc nhìn của em thôi. Mỗi người sẽ có... cái góc nhìn riêng. Còn xét về tổng thể thì nó thiết kế như vậy là nó hướng sự đơn giản một chút. Nó sẽ hướng với việc trải nghiệm bên trong nhiều hơn à. Khiến người ta quá là tập trung vào vẻ bên ngoài đó. Cái màu của cái mâm này cũng đẹp lắm. Cũng có cái màu mâm nữa là phải option VIP mới có. À đúng rồi, option VIP. Tại cái màu này nhìn nó kiểu giống như màu titan á. Màu titan, màu titan tự nhiên á nha. Với lại mâm nó sẽ bự hơn. Nó có metallic nữa. Đúng rồi. Mâm này đẹp, màu mâm này đẹp. Không biết la liếc đó, nghe nó hay không? Hay á. Chưa được trải nghiệm. Mấy loại của siêu xe là dở thôi chứ. Mấy cái loại của mấy xe sang thì nghe hay lắm. Đúng rồi. Xe sang để người ta nghỉ ngơi, đi đường dài chứ. Siêu xe mà lên nghe nhạc chiêu rồi không biết chừng nào mới tới luôn á. Đúng rồi. Tới đâu luôn á. Siêu xe là lo lái không? Đúng rồi. Còn những cái xe này là lo mình tận hưởng thoải mái. Nghe nhạc cho thoải mái thì đi họp, đi hiếc rồi các thứ ok chứ. Đúng rồi. Nhạc dở như là... Hoặc là nhiều khi bữa họp đó thì mình phải nghe nhạc chữa lành nha luôn. Để khi nào mà có cơ hội thì thử mà mình gọi là cái gì ta, gọi là coi thử cái massage nó đã không. Nói chung là anh ngồi anh có thể đi được ra tới gần tới ngoài Bắc. Còn ngồi Rolls Royce thì anh có thể ra tới thẳng ngoài Bắc luôn. Nhớ ghế, còn cái này là cái gì ta? Đây là những cái chức năng lưu ghế á. Ví dụ là chế độ 1 là cái ghế nó sẽ chỉnh, ví dụ cao lên. Ví dụ chế độ 2 thì thấp xuống. Không, ý là cái này nè. Cái gờ này nè. À không, cái dry. Không mà mấy cái màu này nhìn nhìn đẹp ghê luôn. Inox thì nó sẽ sáng nha. Ở này không phải, nó không phải inox. Nó là cái gì á. Nói chung là để mà dễ nhận biết nhất thì nó cảm giác nó có một chút màu thiên hướng kiểu như là titan đó. Bình thường. Ê. Dùng mình trải nghiệm siêu xe rồi, giờ mình trải nghiệm xe siêu sang. Cái cabo này cũng khó mà, lòng dán khó cực kỳ. Không đơn giản nha, cabo này kéo cực kỳ nặng luôn á. Để mà vô được mấy cái góc tròn này nè, không đơn giản đâu.
nếu mà kéo nhiều quá không được. Đúng rồi, kéo nhiều quá thì không được, mà kéo không đủ lực thì cũng không được luôn. Không đủ lực là không có vô được mấy nắp này đâu. Kéo quá thì nó sẽ bị làm hết mấy nguyên này nè. Đúng rồi, thì đi qua cái hốc ở giữa là đi qua những cái gân này là đã bị khó mệt rồi, mà đi qua mặt xuôi này nó dễ bị làm đó. Nặng vào cái này, kéo qua đây là nhăn. Dán hết mấy cái nẹp này luôn á. Rồi, ok, cảm ơn anh Long về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cà Lăng là một trong số những địa điểm mà dễ nhận diện nhất, đặc điểm dễ nhận diện nhất của Lesser. Ok, tạm biệt mọi người. Mình là tiếp tục công việc thôi.